chào mừng quý vị đã đến với bản tin văn hóa nghệ thuật ngày hôm nay đang được phát sóng trên kênh truyền hình Rồng Tiên Sa vn thưa quý vị thực tế hiện nay nhiều người đang làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp hay các đơn vị tuy có chuyên môn tốt nhưng các kỹ năng giao tiếp đâu đó vẫn còn những hạn chế nhất định hay một số bạn trẻ có ước mơ trở thành mc để theo đuổi ước giấc mơ của mình với kỹ năng MC hay hoạt náo sân khấu sẽ khiến chúng ta trở nên năng lượng, tạo niềm vui cho mọi người cũng như để khai phá bản thân mình, tự tin hơn trong giao tiếp. Vậy, thực tế của vấn đề này là như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua đoạn phỏng vấn của nhà báo thân tình với Giám đốc Học viện Rồng Tiên Sa và các học viên vừa hoàn thành khóa học MC 28 đang được truyền hình trực tiếp tại sự kiện. Xin mời nhà báo Thanh Tình đang ở sân khấu nghệ thuật Rồng tiên sa. Vâng, Thanh Tình nghe đâu ạ? À thưa quý vị và các bạn, như MC Minh Ngọc đã nói, thực tế hiện nay kỹ năng giao tiếp là một trong những điều rất cần thiết, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề làm thế nào để tự tin hơn trong giao tiếp trong chương trình phỏng vấn ngày hôm nay, thanh tin đã mời đến đây ba vị khách mời. vâng, trước tiên xin giới thiệu, đứng ngay bên cạnh thanh tin đây là cô giáo Lê Chi, giám đốc học viện Rồng Tiên Sa. vâng, và bên bên tay trái của tin là hai bạn MC tuyết Ánh, Mỹ Vân, học viên vừa hoàn thành khóa học MC 28. À, xin chào cô Lê Chi ạ, à. à, thân tin rất cảm ơn vì cô đã nhận lời mời phỏng vấn ngày hôm nay. À, tôi thực thấy nhiều người đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị tuy có chuyên môn tốt nhưng đâu đó vẫn còn những hạn chế nhất định trong kỹ năng giao tiếp. hay một số bạn đã từng làm mc ở một số sự kiện nhưng muốn khẳng định mình, muốn trở thành một mc thực tù, họ đã tìm đến các trung tâm học viện dạy về mc để khai phá bản thân tự tin hơn trong giao tiếp vâng vậy với tư cách là giám đốc học viên, cô nhận định như thế nào về vấn đề này ạ à? vâng thưa cô trước tiên cho tôi cảm ơn vị mc và nhà báo thanh tình đã À, có lời mời để tôi đến tham dự chương trình ngày hôm nay và trả lời phỏng vấn à, thưa nhà báo thanh tình cùng với tất cả quý vị đang xem qua truyền hình à, tôi nghĩ rằng kỹ năng giao tiếp hay là nghệ thuật nói chuyện trước công chúng dẫn chương trình chuyên nghiệp đó là nền tảng để cho chúng ta có thể tiếp cận nhiều hơn với nhiều người và nhiều lĩnh vực khác nhau à, từ đó chúng ta tự tin nói thì chúng ta mới có thể kết nối được xã hội chúng ta mới có thể có cơ hội được gần gũi được học hỏi những người giỏi hơn mình và cũng có cơ hội để bản thân mình có thể chia sẻ những cái giá giá trị mà mình có được và để có được điều đó thì bản thân phải là người có kỹ năng nói chuyện trước công chúng nên tôi nghĩ với đối tượng nào à, lĩnh vực nào hay là độ tuổi nào đều cần kỹ năng này vâng trong cuộc sống hiện đại thì dù làm việc ở ngành nghề gì hay ở độ tuổi nào thì cũng rất cần đến kỹ năng giao tiếp à, vậy thưa cô Lê Chi cô có thể cho mọi người à, nhất là các bạn em c sắp tới đây hiểu rõ hơn về mục tiêu của khóa học vâng kính à, thưa quý vị cảm ơn mc và nhà báo thanh tình cảm ơn nhà báo thanh tình đã có những chia sẻ và đặt câu hỏi cho tôi kính à, thưa quý vị khi mà chúng ta đứng nói chuyện trước công chúng thì bản thân chúng ta sẽ có những suy nghĩ là làm sao chúng ta có thể kiểm soát được đám đông làm sao chúng ta có thể nhìn ngắm từng người và hiểu được người ta đang nghĩ gì à, đó chính là sự quan sát đó chính là sự thấu hiểu bản thân phải mở lòng bản thân phải đứng trên đây nhìn xuống dưới để có thể thay đổi mọi cái hành vi của mình và à, với một người à, nghệ thuật nói chuyện trước công chúng mà học viện đầu tiên Sa đang mở đây muốn kết nối tất cả mọi người những người có thể đã nói chuyện rất nhiều ở môi trường của mình nhưng để nói chuyện trước sân khấu trên sân khấu thì quả là điều khó khăn và ngày hôm nay các bạn đã thấy rằng là học viện đầu tiên xa đã tổ chức một chương trình để các bạn có thể đứng lên sân khấu và nói chuyện trước mọi người Vâng, quả thật thì việc học mc đã giúp không ít các học viên tự tin hơn trong giao tiếp mà còn giúp chính bản thân họ khai phá được những khả năng tiềm ẩn của mình thân tin rất cảm ơn cô lê chi đã nhận lời với phỏng vấn ngày hôm nay vâng ừ. Thưa quý vị và các bạn, và để biết rõ hơn về những kết quả đạt được của khoa học thì chúng ta hãy nghe chia sẻ của bạn Tuyệt Ánh và Mỹ Vân, học viên với hoàn thành xong khóa học MC28 vâng ừ, xin chào bạn mỹ vân ạ à. ờ ừ, được biết là bạn vừa hoàn thành xong của học mc 28 thì là của học viện học ngân sa xin bạn cho biết cảm xúc của mình lúc này vâng xin cảm ơn câu hỏi của nhà báo thanh tình vâng kính thưa quý vị và tước ánh nghe đâu đó một câu nói rất là hay đó là sự đầu tư thông minh nhất đó là đầu tư phát triển bản thân mình và nếu như mình sinh ra mà ông trời không phủ cho mình cái gọi là năng khiếu và cũng không ai cho chính mình thì từ bản thân mình cho chính mình chính vì vậy mà việc đầu tiên mà tuyết ảnh làm đó là đăng ký ngay một khóa học MC tại rừng Tiên Sa để có thể học hỏi trao đổi, trao dồi cái kiến thức của mình để cho bản thân của mình ngày một hoàn thiện hơn và với hai tháng theo học tại nơi đây tuy là một khoảng thời gian không ngắn cũng không có dài nhưng mà đủ để tuyết ảnh uh, học hỏi được nhiều cái kiến thức để cho một tuyết ảnh ngày hôm nay có thể đứng trên sân khấu có thể chia sẻ những cái cảm xúc của mình trong hai tháng vừa qua. Vâng, xin cảm ơn ạ. Wow, quả thật rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây không chỉ là cảm xúc của bạn tuyệt đến đâu, mà còn cả bạn Mỹ Vân đứng bên kênh Thêm Tin lúc này. Vâng, bạn Mỹ Vân về thì lúc này bạn có thể cho Thêm Tin cũng như mọi người ở đây biết rõ hơn rằng sau cuộc họp thì bạn đã linh hồi được những kiến thức gì ạ? Vâng. Xin cảm ơn câu hỏi của chị Thanh Tình. À, khi mà cảm xúc đang dâng trào như thế này thì em nghĩ rằng không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết được À, chị tình còn nhớ không cô gái ở buổi học đầu tiên khi mà đứng trước lớp đã run rẩy đến thế nào và những lời mà cô lệ chi động viên chia sẻ với em và cả những lời trách mắng của cô nữa em đều nhớ như in từng chữ à, và ngay tại khoảnh khắc này đây khi được đứng đây và chia sẻ hết những cảm xúc trong lòng thì em nghĩ rằng đó đã là thành công lớn nhất mà em đạt được khi mà kết thúc khóa học và em tin rằng dù sau này có đi bất cứ bất cứ đâu và làm bất kỳ công việc gì đi chăng nữa thì sự tự tin trong giao tiếp cũng sẽ giúp đỡ em rất nhiều. Nhân cơ hội này em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Lệ Chi, đến phòng đào tạo và tất cả các anh chị học viên MC28 đã luôn đồng hành và hỗ trợ em trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Em rất trân quý và biết ơn mọi người rất nhiều. Vâng, chỉ vọn về gần hai tháng thôi, nhưng sự thay đổi của bạn Mỹ Vân quả thật rất ngoan mục, đúng không ạ? À, thân tin rất cảm ơn những chia sẻ của bạn và chúc cho bạn dù làm gì hay ở đâu, bạn cũng làm hết sức với những năng lượng tích cực mà quả MC28 đã mang lại. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả thật, việc học không bao giờ là một cả. Khóa học MC28 không kỳ vọng tất cả các bạn sau khi tốt nghiệp đều làm được MC. Xong, quả khoa học đã thực hiện tốt vai trò là đòn bẩy giúp các bạn khai phá được chính khả năng tiềm ẩn của bản thân mình để các bạn ngày còn thành công hơn trên con đường đã chọn và đến đây chương trình phỏng vấn với chủ đề làm thế nào để tự tin trong giao tiếp trên kênh rồng tiên sa vn của thanh tinh cũng xin được khép lại thanh tinh rất cảm ơn các khách mời đang đồng ý tham gia chương trình cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chúc quý vị và các bạn có mặt ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc xin mời quý vị và các bạn trở lại với trường quay